Thưa quý vị, đi lùi trên cao tốc là hành vi vô cùng nguy hiểm nhưng liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua. Nhằm ngăn chặn hành vi coi thường luật pháp này, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đã mừng nâng mức xử phạt với hành vi này lên mức phạt tiền là 17 triệu đồng và tước bằng lái 6 tháng. Và ngay trong ngày đầu quy định này có hiệu lực, một tài xế đã bị xử phạt vì đi lùi trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1, ban quản lý đường cao tốc, ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng phát hiện xe bồn mang biển kiểm soát 88C05067 do một tài xế sinh năm 1995 điều khiển đi lùi 600m từ km 49 300 về km 49 900 hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Đơn vị đã phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thuộc phòng 8, cục cảnh sát giao thông, bộ Công an dừng phương tiện để lập biên bản sự phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng. Trước đó, mức phạt tiền 1 triệu đồng tước bằng từ 1 đến 3 tháng được xem là chưa đủ răn đe nên nhiều tài xế vẫn liên tục vi phạm. Hành động lùi xe trên cao tốc đã từng gây ra những tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vụ lái xe ô tô Innova chở 11 người lùi trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đã gây ra tai nạn giao thông với xe container và gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết và 5 người bị thương vào năm 2016.